Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em trong khóa học ôn thi vào 10 Trung học phổ thông môn ngữ văn của trang web olm.vn. Các em thân mến, ở video trước chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về tinh thần hiên ngang, dũng cảm, ý chí kiên cường, vượt lên trên khó khăn vất vả. Mang theo đó là niềm vui, sự tự tin, lạc quan, yêu đời của tác giả cùng những người đồng chí đồng đội của mình. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, người lính còn mang những vẻ đẹp nơi tâm hồn. Chính những ngày tháng cùng nhau đồng cam cộng khổ đã để lại cho chính tác giả và những người khác những năm tháng đầy ắp kỷ niệm như thế. Bức chân dung của những người lính được tác giả Phạm Tiến Duật họa bằng những câu chữ còn được bộc lộ qua sự đoàn kết, gắn bó keo sơn trong tình nghĩa đồng chí đồng đội. Những chiếc xe từ trong bom rơi đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới, bắt tay qua cửa kính vỡ rồi. Những ngày hành quân trên đường dài tiến về giải phóng miền Nam, người lính gặp gỡ thêm nhiều bạn bè, đồng chí, đồng đội khác, những con người cùng chung lý tưởng, nhiệm vụ chiến đấu. Theo các bạn, tình đồng chí đồng đội được thể hiện ở những hành động nào trong đoạn thơ trên? Từ trong bom rơi, những người lính về đây hợp thành tiểu đội. Họ gặp nhau giữa đường rừng trong khoảnh khắc sinh tử. Ô cửa kính vỡ đã trở thành điều kiện để họ thể hiện tình cảm bằng cái bắt tay. Câu thơ "bắt tay qua cửa kính vỡ rồi" vừa chân thực vừa mang ý nghĩa sâu sắc. Theo em, cái bắt tay giữa những người lính có ý nghĩa gì? Đúng vậy, trong những năm tháng khói lửa, tình đồng chí đồng đội chính là mối quan hệ thân thiết để họ có thể quên đi bao nỗi vất vả cực nhọc, là động lực để tiến về phía trước và đôi khi nó còn là ngọn lửa ấm áp để vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Và trong án thơ của tác giả Phạm Tiến Duật, cái bắt tay này là sự chào hỏi, niềm vui mừng khi gặp lại và nó cũng là cái bắt tay truyền cho nhau niềm tin, sức mạnh đi qua gian khó, bù đắp những thiếu thốn của cuộc chiến. Chỉ một cử chỉ ấy thôi đã trở thành niềm an ủi, động viên và càng làm bền chặt hơn tình đồng chí, đồng đội. Không chỉ thế, tình cảm giữa những người lính lái xe còn thân thiết như những người anh em trong gia đình. Bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời, chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy. Vọng mắt trông trên đường xe chạy, lại đi, trời xanh thêm. Theo em, bếp hoàng cầm là gì? Những hình ảnh thân thuộc của gia đình như bếp, bát đũa, vọng mắt gợi lên cảm giác thân thương, gắn bó. Giữa núi rừng Trường Sơn hiểm nghi, những chiếc bếp hoàng cầm đã nhóm lên tình yêu thương gia đình, đưa vào người lính xích lại gần nhau hơn trong những cái chung. Chung bát, chung đũa, chung nấm cơm, chung hoàn cảnh, chung con đường chiến đấu, và từ đó họ gần gũi, gắn bó như gia đình, cái định nghĩa gia đình đơn sơ nhưng vô cùng thấm thía. Trên đường hành quân, những phút sinh hoạt, nghỉ ngơi ngắn ngủi, người lính cũng rất giản dị. Vọng mắt trông trên đường xe chạy, theo bạn, trông trên trong câu thơ trên có ý nghĩa là gì? Trông trên ở đây là miêu tả đường núi rừng hiểm nguy. Tuy nhiên, các chiến sĩ vẫn luôn hướng về phía trước, lại đi, trời xanh thêm. Theo các em, câu thơ bộc lộ phẩm chất đáng quý nào của người lính? Có thể nói, câu thơ khẳng định ý chí chiến đấu, khí phách, nghị lực vẫn vững vàng, kiên định của các chiến sĩ. Chính sức mạnh của tinh thần lạc quan, tình đồng chí, đồng đội lại nâng bước người lính. Theo em, trong hồ thơ cuối đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Điệp từ lại đi như nhịp bước chân hành quân của người lính, vọng lên âm vang khí thế, khó khăn không nản chí, hy sinh không sờn lòng, đưa đoàn xe băng băng về phía trước và mở ra trước họ là khoảng trời trong xanh. Theo bạn, khoảng trời trong xanh được tác giả nhắc đến trong câu thơ này có ý nghĩa gì? Trời xanh thêm là khoảng trời của niềm tin và hy vọng. Trời xanh thêm vì lòng người phơi phới say mê, vì lòng người lạc quan luôn hướng về chiến thắng ở phía trước. Để hoàn thiện cho bức chân dung của người lính lái xe Trường Sơn, tác giả đã miêu tả về lòng yêu nước, ý chí hướng về miền Nam. Điều này được thể hiện rõ nhất ở hồ thơ cuối. Không có kính rồi xe không có đèn,
không có mua xe, thùng xe có xước. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Theo các bạn, ở hai câu thơ đầu và hai câu thơ sau, tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì? Như đã phân tích ở phần 1 về hình ảnh những chiếc xe không kính đến khổ thơ này, những khó khăn nhân lên gấp bội khi những chiếc xe bị tàn phá dữ dội đến mức trần trụi, biến dạng. Ở hai câu thơ đầu và sau, tác giả đã sử dụng nghệ thuật tương phản đối lập giữa không và có, giữa vật chất bên ngoài và sức mạnh bên trong. Trong câu thơ cuối, xuất hiện hình ảnh một trái tim. Theo các em, tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào? Hình ảnh hoán dụ một trái tim chỉ người lính lái xe cũng có thể xem là hình ảnh ẩn dụ cho tình yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường. Trái tim thể hiện vẻ đẹp của người lính lái xe cũng là hình ảnh lý giải sức mạnh đưa những đoàn xe ra trận. Câu thơ của Phạm Tiến Duật lý giải cội nguồn sức mạnh chiến thắng không phải ở vũ khí, phương tiện hiện đại, mà ở ý chí, tinh thần lạc quan, dũng cảm, quyết tâm giải phóng miền Nam của người lính Cụ Hồ. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính. Để kết thúc cho video bài học hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào tổng kết về nội dung và nghệ thuật nhé. Về nghệ thuật, nhà thơ đã sử dụng ngôn ngữ giản dị, giàu tính khẩu ngữ, gần gũi với lời nói, thể hiện sự hiên ngang và bất chấp mọi khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ. Bên cạnh đó là giọng điệu thơ trẻ trung, sôi nổi, tinh nghịch, vô cùng tự nhiên. Hình ảnh thơ chân thật, ngồn ngộn chất sống từ hiện thực chiến trường, vừa làm giàu chất liệu thơ ca, vừa thể hiện chân thực hình ảnh người lính lái xe. Và cuối cùng là việc sử dụng đặc sắc các phép tu từ như điệp ngữ, liệt kê, hoán dụ đã tạo nên một phong cách thơ rất riêng của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Về nội dung, bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật đã khắc họa hình ảnh độc đáo những chiếc xe không kính. Qua đó, tác giả tái hiện hiện thực chiến tranh gian khổ, làm nổi bật hình ảnh người lính lái xe Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp mọi khó khăn và ý chí giải phóng miền Nam. Như vậy, chúng mình đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính. Qua bài học này, chắc chắn các em sẽ tôi luyện cho mình thêm nhiều ý chí, nhiều niềm tin và tình yêu dành cho quê hương đất nước. Bây giờ, cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo nhé!